Là nữa. Chào tất cả các bạn nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau một trong những cây mai chiếu thủy. Trước đó thì giao dịch tại vườn Tiên Mai, cách đây cũng được 1,5 năm đến 2 năm rồi. Thực ra là mai chiếu thủy về Bắc thì anh em chăm sóc biết rất là khó, đặc biệt là những người mà chăm sóc không quen thì mai chiếu thủy cũng khó mà ra hoa được. Có ra hoa thì nó cũng không sao cả, nhưng mà đây là một trong những cây mai chiếu thủy năm thân. Trước đó giao dịch tại Thanh Hóa, do một cái buổi triển lãm 995 dân sinh Thanh Hóa thì chúng tôi cũng giao dịch một số tác phẩm về, sau đó về anh Tiến Mai có giao dịch lại cho anh Tú. Đây là một trong những cây mai chiếu thủy mà trước đó giao dịch cũng tương đối nặng tiền. Đẹp quá thì chúng một sai cũng gửi tới anh em thôi. Đây là một trong cây những cây mai chiếu thủy. Nếu mà ở ngoài Bắc thì thực ra là chỉ tránh sương muối thôi. Anh em thì nếu mà anh em nào mà tránh được sương muối thì mai chiếu thủy cũng sẽ ok thôi. Ngoài Bắc là ngại nhất là sương muối. Đẹp cây này, năm thân. Đây. Tại vườn thức bonsai thì hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ anh em một vài tác phẩm thôi. Đặc biệt là những tác phẩm mà chúng tôi chia sẻ đây thì anh em nào mà quan tâm thì alo cho thức bonsai theo số điện thoại trên nhé. 0948 389 066. Đẹp quá, rực rỡ. Cây mai chiếu thủy năm thân như này rất là đầm nùn, cao khoảng độ hơn 30 thôi, 35 thôi. Hoa đẹp. Buổi sáng thế. Đặt trên cái chậu này cũng khá là hợp. Cây này giờ có giao lưu cũng khoảng cái này giờ giao lưu nhiều tiền đúng thức ơi. Hơn 20 à? Đẹp. Chậu đá này. Chậu này thì chắc chắn là cũng không phải chậu cũ, nhưng mà làm theo phong cách rất là đẹp. Nếu bác nào quan tâm thì cũng cứ alo với chủ vườn xem có hợp với mình cái mẫu nào không. Nhưng đây là đục, cũng đục tay khá đẹp. Cột xanh. Đây là những cột xi rất là chất, già sụn luôn. Những cây sau khi được đưa thi triển lãm về rất là đẹp. Đây là một trong những tác phẩm mà long dáng của đa phù phú sông Hồng, một trong những cây mà giá trị của nó cũng khá là cao đấy anh em ạ. Đầm luôn luôn, lá rất đẹp, dòng xanh nam điền. Nếu mà cắt xương ra thì chắc anh em nhìn kỹ hơn. Cái chậu cũng gắn bó với em nó từ khi mà mua đến giờ. Cái này thì vài năm nữa thôi là một trong những cây mini đẳng cấp. Đa phù hồng đang đòi cái giá khoảng 70 triệu. Một trong những cây hàng tinh, hàng chơi sau này. Ông tóc dài chào bà con đấy nhỉ. Đấy nha. Đồng này cũng đang xuống trải chuốt. Đây là một trong những tác phẩm cũng của đồng tóc dài đúng không? Cây này thì hôm sau anh em tôi dọn ra thì anh em mới biết được. Một trong những cây khá là đẹp. Cột trực lúi xịn sò luôn đúng không? Nhưng mà đang để tốt vậy thì đôi khi anh em không nhận ra. Hàng chất lượng cao phải cất, giữ. Cái sung. Sung cũng khá là điệu đà. Buổi sáng nay do là thức nó che cái bạt ở trên nên là anh em nhìn nó không được chi tiết và rõ nét hơn. Thì anh em cũng cố gắng xem nhé.
Đấy, nắng lên rồi. Khoảng 50 triệu cho một tác phẩm. Đấy. Quay cho anh em xem cái góc bên này nó sáng hơn. Những cái phôi nằm điền. Vào hè rồi thì mùa hoa sứ đang nở rất là rộ. Cây này thì cái khoảng trên thì người ta làm rất là côn. Đấy. Một trong những cây xanh ôm đá, dòng xanh Nam Điền hạt. Vâng. Sắn trái. Những dòng này thì anh em trong miền Nam đang cũng rất là chuộng. Những tác phẩm này bỏ bàn thì tuyệt vời. Giá cũng rất phải chăng. Cây tùng tuyết. Nhìn mai phê. Con nào sưu tầm đồ cổ thì đây là một trong những khóm lan nằm trên một cái hũ này. Hũ này thì không biết là họ làm một chất liệu gốm gì nhưng mà nhìn nó rất hay, tròn. Lan. Đây, một trong những cây sam sam trái tiếp theo hoàn thiện rồi nhé, chỉ việc bung đi chơi thôi. Chú vẫn đang nói khoảng 10 triệu là ra. Đây là một cây sung tuy rất là nhỏ nhưng mà quả này anh em. Điệu chưa? Sắp tới đây vào hè thì chắc chắn là hoa sẽ rất là nhiều. Nếu mà anh em nào mà sưu tầm hoa cũng như là muốn sở hữu cho mình một vài tác phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi, đặc biệt là những cây hoa cũng như cây bonsai. Anh em tôi kỳ tới cũng sẽ có dịp giao lưu một số nhà vườn, cũng sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Tác phẩm đồng tóc dài, một trong những cây si rất là to, lá đỏ đẹp nhé. Ấy, cây về đây là sáng hẳn lên, rực rỡ, lá rất đẹp. Để có được tác phẩm này thì đồng tóc dài cũng bỏ ra số tiền tương đối để giao dịch của một số anh em. Đây, tại vườn Nam Tóc Dài nhé. Đấy, Nam Lê. Đưa về thay sang cái chậu là khác hẳn luôn. Để có cái chậu này cũng như có cái cây này nó hợp với nhau thì không thể quên anh Thức Bonsai, một trong những chủ nhà vườn. Đấy, cũng đang rất tích cực trong phong trào của Nga Sơn.
cũng đã thổi hồn vào đây và cấy rất là đẹp. Chi sửa lại bông răm chi tàn. Cái này thì một năm nữa thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn. Trước đó thì cây này chúng tôi có giao dịch ở trong miền Nam ra. Nhưng mà chất liệu nó anh em nhìn khá là đẹp luôn. Chất liệu lá hồng. Bác nào khu vực gần đây mà có triển lãm thì liên hệ với chúng tôi nhé. Đây là những cái giá để anh em tôi mang đi triển lãm chơi. Bộ hai tác phẩm của em Thành Bống rất là giá trị và nắm tiền. Thân Nu à, Trung Mô Sai cũng xin được dừng video đây để chuyển sang video số 2 nhé. Chia sẻ với anh em một chút